Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft công viên khủng long. Và hiện tại thì mình có hai cái tin vui nhưng mà không phải ở chỗ của nhóc Dodo này, mà là ở chỗ kế bên, nơi mà mình nuôi thằng lằn bay ấy. Thì hai cái nhóc mà mình ghép đôi lần trước đã kiểu như đẻ ra cái lứa đầu tiên rồi. Một nhóc thằng lằn bay đây. Wow, bé xíu nè. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có thuần phục được ấy, nên là chắc phải đợi một thời gian nữa cho nhóc này lớn lên xíu rồi mình sẽ thử cho ăn rồi thuần phục sau nha. Không chỉ thằng lằn bay đâu, mà ở tiếp bên này, chỗ mà mình nuôi Riosaurus cũng đón nhận một tin vui tương tự như vậy. Đâu rồi ta, hồi nãy mình mới thấy. Đâu rồi. Ở đây. Đó, cũng có được lứa con đầu tiên rồi nè. Wow, không ngờ cái sự ghép đôi của mình lại mau đạt kết quả như vậy luôn á. Ôi, nữa nè. Lại đẻ thêm nè, các bạn thấy chưa? Cái cặp này mắng đẻ thiệt sự luôn á. Trời đất ơi, thích thiệt. Nhưng mà khi mà mình có những cái nhóc Riosaurus con như vậy thì mình phải để cho City Party ngồi yên nha. Không thôi là đi tới đi lui rồi lại cắn trúng mấy khủng long con thì tội nghiệp. Và cái trứng này thì mình sẽ mang lại gần cái đuốc để dễ nở hơn, kiểu tỷ lệ thành công nó cao hơn ấy. Chứ xa quá rồi trứng bị lạnh thì sẽ khó mà nở ra lắm. Rồi, sắp tới thì chắc khu vực này sẽ đầy ắp những cái nhóc Riosaurus baby thôi. Còn ở bên chỗ của Spinosaurus thì vẫn chưa có đón nhận tin vui nào hết. Có thể do là Spinosaurus đực chưa có đủ tuổi trưởng thành ấy. Chắc vậy rồi. Phải đợi thêm một thời gian nữa quá. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ trở lại với công việc trong ngày hôm nay thôi. Bữa giờ thì mình hồi sinh cũng khá là nhiều loài rồi. Tuy nhiên thì chưa có loài khủng long nào mà đạt cái mức độ kiểu như là cực kỳ đáng sợ á. Nên là hôm nay mình quyết định mình sẽ chính thức hồi sinh khủng long bạo chúa, một trong những loài khủng long rất là hùng mạnh luôn. Thế nhưng mà để hồi sinh và thuần phục được khủng long bạo chúa thì mình phải đi cày thêm những cái Scarab Gem thôi. Chứ không thôi là mai mốt kiểu mình nuôi lớn xong á, kiểu không nghe lời mình là toan đấy. Phải thuần phục sớm mới được. Rồi, nhưng mà trước mắt thì cứ up cái DNA này trước cái đã. Bên cạnh up DNA của khủng long bạo chúa thì mình cũng sẽ up thêm DNA của Titanis nè. Mình có tới 3 cái DNA lận. Đây, cho vô. Ngoài Titanis ra thì Mosasaurus thì cũng là một trong những loài rất là đáng để up nè. Thế nhưng mà hiện tại mình chưa có tìm được một cái hồ nào đó thích hợp để sau này mình nuôi hết, nên là mình chưa có hồi sinh được. Thôi thì mình sẽ hồi sinh tạm một cái loài khác đi. Chẳng hạn như là Diplodocus nè. Cái DNA này mình cũng có bữa giờ rồi. Cũng như là Henodus luôn. Đây, cho hai cái DNA này vào. Rồi, vậy là bữa nay mình sẽ hồi sinh tổng cộng là 4 loại khác nhau luôn nha. Wow, quá là đã. Và chắc mình sẽ ở đây để giám sát cái quá trình này mới được. Tại vì bữa nay có DNA của khủng long bạo chúa ấy. Mình nghĩ đây là một trong những cái DNA mà khó ấp nhất trong cái phòng thí nghiệm của mình đấy. Còn trong lúc chờ đợi thì mình sẽ kiểm tra coi mình còn cái hạt đen nào không. Ây da, mình hết rồi. Hết sạch xanh rồi. Tại vì hôm qua mình có hồi sinh cái loài nai có cái cặp gạc rất là đẹp như vậy nè. Thế nhưng mà đó là một nhóc nai đực. Ủa, nai cái chứ. Không có được cái cặp gạc bự như vậy. Nếu mà một xíu mình có đi khám phá thì hy vọng mình sẽ gặp thêm vài cái hồ nước đen nữa để mình lấy cái hạt đen về và phân tích kiểu như là kiếm thêm những cái hóa thạch mới được. Mình lại có thêm được một cái DNA của Diplodocus nè. Oh, vậy là được một cặp luôn. Wow, hay. Có gì một xíu mình sẽ ghép đôi luôn ha. Mà tính ra cái chỗ nuôi khủng long với lại những cái loài thời tiền sử của mình chưa có nhiều mấy cái cây cho lắm nha. Mấy cây thời tiền sử ấy. Thôi thì bữa nay mình sẽ quét sạch hết những cái hạt giống và những cái mầm cây của mình, đem xuống cái phòng nghiên cứu để mình ươm mầm hết luôn. Đây, tất cả các hạt giống mình sẽ cho vô đây hết. A few moments later. Mình không ngờ cái tiến trình mình hồi sinh khủng long bạo chúa lại diễn ra suôn sẻ tới vậy. Nãy giờ thì chưa có một tí lỗi nào diễn ra luôn. Hên gì ta. Còn một tẹo nữa thôi là mình đã có được trứng rồi nè. Yay. À, mình mở được thành tựu vị vua. Wow, đủ hiểu rồi đó. Đây là khủng long có thể nói là rất là mạnh trong thời tiền sử luôn. Rồi, vậy là có được một cặp rồi. Bên đây thì Henodus cũng như là Diplodocus cũng sắp xong rồi nè. Đây, DNA của Henodus đã xong. Tương tự với Diplodocus cũng như là
Titanic cũng hoàn thành hết rồi. Ồ, cái gì đây? Oh. What? Đây là những cái cây trồng đột biến hả? À, khi mà mình ươm mầm những cái cây thời tiền sử thì mình có thể diễn ra lõi và tạo ra những cái cây đột biến. Ồ, lần đầu mình gặp tình trạng này luôn. Mà cái cây đột biến này nó còn có thể đổi màu nữa nè. Hồi nãy mình thấy cái này nó mà cái lá hay cái hoa của nó gì đó màu hồng mà bây giờ đổi sang màu vàng rồi nè. Được nha, cái cây này trồng chắc cũng đẹp lắm á. Không biết có dùng bột xương để nhân giống ra số lượng lớn được hay không. Rồi mình thử coi, mình có bột xương ở dưới đây sẵn luôn á. Ủa, lấy lộn. Có không? À, có vẻ không được. Ui, bây giờ nó đổi sang màu xanh lá mạ rồi nè. Cái lá này đổi màu liên tục luôn. Để chào đón sự ra đời của khủng long bạo chúa thì mình coi cái nơi thích hợp để mình xây dựng nơi ở cho khủng long bạo chúa là đâu ta? Ủa, cái gì đây? What the heck? Khủng long? Ủa, nhóc khủng long nào đá cho banh văng tới đây vậy? Ê, Gallimimus đá trái banh văng tới đây luôn. Mẹn đất ơi. Mình cho trái banh chơi, bảo sao vô đây mình không thấy trái banh nữa. Đá trái banh lên đọt cây rồi lấy gì chơi? Đá vừa vừa thôi. Đá gì mà đá dữ không biết nữa. Ồ, hiện tại thì không có chỗ nào trống để nuôi khủng long bạo chúa luôn á. Gần nhà mình nó chật hết rồi. Quay quách, sao em này lại đi ra ngoài vậy? Cái gì mà mới sáng sớm quá trời chuyện bất ổn diễn ra vậy ta? Ờ, nhưng mà khủng long bạo chúa thì chắc mình sẽ nuôi ở phía sau đi. Mình thấy khu vực đất ở phía sau này còn trống khá là nhiều nè. Nhưng mà mình phải sang phẳng ra một tí thì mới nuôi được. Dự định thì chắc mình sẽ nuôi khủng long bạo chúa đâu đó khu vực ở phía sau này đi nha. Để mà trứng thì mình cứ để vô rương trước đi. Nào mình xong cái khu vực kiểu như nơi ở cho khủng long bạo chúa thì mình sẽ up liền luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ trồng một ít cái cây đột biến này. Rồi sau đó lên đường để đi làm một cái công việc mà hôm qua mình đã thất bại rồi. Đó chính là thuần phục cá mập Megalodon. Mục tiêu của mình hôm nay là phải thuần phục cho được cái loài cá mập hung tợn đó. Chưa biết kết quả như thế nào nhưng mà bây giờ cùng nhau qua đó để thử lại thôi. Để đương đầu với cá mập thì mình sẽ mang theo cả táo vàng để hỗ trợ mình cái việc phòng thủ nó tốt hơn. Bữa nay thì mình sẽ chọn một trong hai thôi, tại vì cả hai đều đã đủ cái tuổi để có thể thuần phục rồi. Giờ thì làm trước một trái táo và bắt đầu trận chiến thôi. Mình cần cấu rễ trước. Ui ui, con kia nó nhảy lên bờ để nó giải cứu đồng đội nó cơ. Nó hung chưa? Chỉ cần một đồng đội của nó bị đánh thôi là nó nhào tới nó hỗ trợ liền. Sao mình không... Mình đánh ngất xỉu nhưng mà mình không thuần phục được này. Wait, what? Có gì đó không đúng ở đây hay sao rồi? Sao mình chưa thuần phục được ta? Mình đánh cho Megalodon ngất xỉu rồi nè. Đâu, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy lại cắn mình tiếp kìa, thấy không, dữ chưa? Ui da. Để mình thử đánh knock out cá mập thêm một lần nữa coi. Kỳ dĩ nha. Ui, chưa kiếm mình mạnh á. Mình quýnh lớn ngớ cá mập đi luôn á. Dùng cúp đánh đi cho an toàn. A few moments later. Vậy là hôm nay mình vẫn thất bại trong cái việc thuần hóa được cái loài cá mập này. Sao kỳ ta, nãy cố gắng mình đánh gục được cá mập nhưng mà dùng cái Scarab xanh nước biển này thì lại không có thuần hóa được. Không biết có lỗi game hay cái gì không nè. Quá là su luôn. Thôi bây giờ về chắc mình sẽ đi ấp trứng của khủng long bạo chúa luôn đi. Xả su mới được. Chứ nay mình thấy hơi su rồi đó. Và theo như kế hoạch thì mình sẽ ấp trứng khủng long bạo chúa đâu đó ở khu vực này. Sẵn tiện mình sẽ làm cái nơi ở cho khủng long bạo chúa ở ngay chỗ này luôn. Vì khủng long bạo chúa là khủng long được mệnh danh là khủng long vua, nên là mình sẽ xây cái nơi ở cũng đặc biệt một xíu. Bình thường thì mình chỉ làm một cái hình tròn hoặc là hình vuông bao quanh thôi đúng không? Lần này thì mình sẽ có một chút thay đổi trong cái cách xây dựng nơi ở. Đầu tiên thì mình cần phải xuống địa ngục để mình lấy một ít cái netherrack trước đã. Và Phượng Hoàng sẽ là trợ thủ đắc lực của mình trong cái việc bay lượn dưới địa ngục.
kia rồi. Bên kia có quá trời nether rác kìa. Mình sẽ lấy về vài stack á. Ôi nhưng mà chỗ này có độc hay sao á? Mình thấy cái người cừu bị trúng độc quá trời kìa. Yêu còn có nhện nữa. Ui nhện bắn tơ mình cơ. Ghê vậy. Nhưng mà ở đây mình thấy nó có cái bức tượng đẹp lắm. Lẩm về liền. Đồ đẹp là phải lẩm. Rồi sau đó mình... Ui cẩn thận ở đây nấm độc á. Nhưng mà may quá mình có cái bùa kháng độc ấy. Nè, nên là mình hầu như là miễn nhiễm được với mấy cái độc trong cái khu vực này. Để an toàn lên trên đây và lấy thật là nhiều nether rack. Sau khi có được một mớ những cái gạch nether thì mình sẽ nén nó lại thành những cái khói. Giống như vậy, sẽ làm thiệt là nhiều á. Để coi mình sẽ có được bao nhiêu đây. À, mới có 2 stack mấy à. Mình cần nhiều hơn nữa. Đây, bây giờ có vẻ nhiều hơn rồi nè. Mình được 4 stack mấy rồi. Sau đấy thì mình đi về thôi. Ồ, nhưng mà hồi nãy hình như mình phát hiện ra ở dưới địa ngục nó còn có quặng nữa. Ê, hay nha. Có vàng, có lưu ly các thứ. Nhiều khả năng là nó cũng có kim cương đấy. Ồ thiệt, đằng kia có kim cương địa ngục kìa. What, cái gì đây? Reaper. Con Reaper chết tiệt. Đi xuống dưới. Ừ. Nó tự nhảy xuống dưới nhùm nhàm luôn. Vừa cái bụng mình. Ồ, mấy cái này nó giống san hô vậy. Quay đẹp nhá. Nhưng mà tiếc quá, mình không có dụng cụ nào để lấy về được hết. Mình có sắt không? Không có mang theo sắt theo. Ồ, mấy cái này mà trang trí chắc là đẹp lắm ấy. Rồi, để bây giờ mình sẽ cưỡi Phượng Hoàng qua đây lấy kim cương trước cái đó. Đây, kim cương ngay đây. Mình sẽ lấy cúp gia tài đào ra. Để coi được bao nhiêu viên nha. Hi. Được 3 viên. Wow. Vậy là mới mốt kiểu mình cần kim cương mình có thể xuống địa ngục để mình tìm cho nó dễ này. Kiểu nó lộ thiên hoàn toàn à. Nãy 3 rồi đúng không? 13. Wow, 10 viên luôn. Thích thiệt chứ. Nhưng mà cái việc đào kim cương thì chắc để một dịp khác thôi. Bây giờ mình cần về nhà để làm nốt cái nơi ở cho khủng long bạo chúa cái đã. Okay. Những cái gạch nether này thì sẽ được mình đục thêm một lần nữa để nó tạo thành một cái họa tiết nó đẹp hơn. Nó sẽ trông như thế này. Đó, mình sẽ lựa chọn những cái loại gạch nether nhung nham nè. Mình sẽ làm thử một ít. Đây. Mình nhìn thì có vẻ đẹp lắm á. Wow. Ok. Nhìn nó kiểu ngầu ngầu kiểu gì á. Mình thích cái hoa văn như vậy. Rồi bây giờ thì xây thôi. Nhưng mà trước tiên thì chắc mình sẽ lắp mấy cái chỗ mà nó không được phẳng cho lắm như khu vực này nè. Đầu tiên thì mình muốn làm những cái trụ ở bốn góc trước đã. Wow, cái trụ nhìn đẹp thiệt luôn á. Đó. Và cái trụ này sẽ cao lên một tí nữa đi. Tầm cỡ nhiêu đây. Sau đấy thì mình sẽ cách ra một khoảng rồi tiếp tục xây một cái trụ tương tự như vậy. Ủa? Oh what? Cái gì? Đây là... Ôi! Một cái thanh niên dân làng đột biến nhưng mà bị hóa đá rồi. Ủa? Tại sao hắn lại bị hóa đá ta? Ồ, lạ vậy? Rồi luôn, hiểu vấn đề luôn. Yêu hí ghê quá à. Ok, để hắn ở đó làm cái vật trang trí luôn cũng được. Giật hết cho mình là tưởng đâu quái vật mới xuất hiện nữa chứ. Hiện tại thì mình đã xong được những cái trụ ở bốn góc rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần tường. Phần tường thì mình sẽ cho nó cao lên tầm 1, 2, 3, 4, tầm 5 ô á. 5 ô hơi thấp á ta. 7 ô đi. 7 ô cho nó cao hẳn luôn đi. Tại vì khủng long bạo chúa cũng nguy hiểm à. Sau đấy cách ra 3 ô. Rồi tiếp tục làm thêm một cái cột giống như vậy. Đây là mình đã xong được một mặt rồi nè. Đấy, thì cái nơi ở của khủng long bạo chúa sẽ trông như thế này. Nhưng mà mình phải làm thêm một cái cánh cửa nữa. Chỗ này sẽ là cái chỗ để mình đặt cánh cửa nè. Thành thử ra mình sẽ nối nó lại giống như vậy. Rồi, giờ thì đã định hình được cái mặt tiền của cái nơi ở khủng long bạo chúa rồi đó. Mình sẽ làm tương tự đối với ba cái mặt còn lại luôn. Trời,
Cái gì nữa đây? Con xương gì bắn một phát bị tê liệt luôn cơ. What the heck? Nó giống như có mũi tên điểm nguyệt gì đó, nó bắn xong cái mình đứng yên luôn ạ. Quỳ sợ thế. Hiện tại thì mình đã xong cái phần bằng khung rồi. Giờ thì tới công đoạn là gắn cái bức tường thôi. Và lần này thì hơi khác một xíu, mình sẽ không dùng tường thủy tinh nữa, mà mình sẽ dùng tường bằng hàng rào sắt để tăng cái sự kiểu như là kiên cố nhất cho cái nơi ở của khủng long bạo chúa. Và hàng rào sắt trong đây thì nó cũng có rất là nhiều loại luôn nha. Mình sẽ chọn cái loại hoa văn nào ta. Loại này nhìn có vẻ cũng kiên cố nè. Đâu mình làm thử coi. Mình sẽ thử nhiều loại khác nhau. Mình tìm ra được hai loại mà mình cảm thấy ưng nhất. Tuy nhiên thì mình thấy loại bên này thì có vẻ là có nhiều không gian để mình ngắm vô trong hơn. Với cả nhìn nó cũng lạ mắt nữa. Ok, vậy mình sẽ quyết định chọn cái loại này làm loại hàng rào sắt chính để mình xây dựng trong ngày hôm nay. Để coi coi. Wow, nó đẹp gọi là nhức nách luôn. Thích quá à, mình thích cái loại hàng rào này. Rồi, tương tự thì mình sẽ xây hết cái chỗ nuôi khủng long bằng cái loại hàng rào này luôn ha. Nhưng mà chắc mình phải làm thêm vài cái cây xây dựng rồi. Cái cây gậy xây dựng của mình hiện tại nó muốn hư mất tiêu rồi. Và công đoạn cuối cùng trước khi đưa khủng long vào trong để ấp, đó chính là gắn thêm một cái cửa thật là hoành tráng vào, cũng như là đặt thêm một ít cái đèn đầu lâu nữa là xong cái chỗ ở cho khủng long bạo chúa rồi. Chỗ này thì mình nghĩ nó sẽ đủ rộng để có thể cho một cặp khủng long sau khi trưởng thành thoải mái sinh sống ở bên trong này. Giờ mình sẽ tranh thủ để gắn vài cái đèn đầu lâu ở xung quanh nơi ở khủng long trước cái đã, để buổi tối thì không có quái nó lãng vảng ở quanh cái khu vực này. Rồi, bây giờ thì vào trong này và ấp trứng khủng long bạo chúa thôi. Mình có một cặp lận á. Đây, mình sẽ đặt xuống trước nha. Rồi, sau đấy đặt cái đèn này xuống, coi coi có ấp được không. Cái đèn đầu lâu vẫn có thể giúp mình ấp trứng khủng long nè. Quá là đã luôn. Mình còn làm thêm một cái thang leo để có thể dễ dàng trèo lên phía trên cái tường thành này và ngắm khủng long từ bên trên nha. Wow, ở đây mà ngắm khủng long gọi là hết bài luôn á. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như bữa nay mình ấp được một cặp khủng long bạo chúa đực và cái luôn nha. Sau này thì hai ẻm sẽ sinh con để cái trong này thoải mái luôn. Nở rồi. Và lần lượt là khủng long bạo chúa đực. Yes, vừa đực vừa cái luôn. Wow, thích vậy. Vậy là mình đặt hy vọng đúng chỗ rồi. Đây, mình sẽ cho khủng long ăn trước vài miếng bò bít tết đi. Wow, còn nhỏ nhìn cũng dễ thương quá nè. Ôi, nhưng mà tuy nhỏ thôi nhưng mà tiếng gầm gừ rất là ghê nha. Wow. Nhưng mà khu vực này thì có vẻ còn hơi trống ấy, nên là chắc mình sẽ vào trong cái phòng nghiên cứu của mình để mình lấy mấy cái mầm cây nãy giờ mình ươm mầm á vô đây trồng nha. Như vậy thì chắc chỗ của khủng long sẽ đẹp hơn ấy. Đâu rồi nè, quá trời cây nè. Nãy giờ cũng được mớ, được hai loại hạt giống ấy nè, ba loại, bốn loại luôn. Nói chung là rất là nhiều, hình như là chủ yếu là những cái hạt giống thôi chứ không có cây. Mà thường hạt giống này thì chỉ có thể trồng ra những cái hoa đồ các thứ, hoa với cỏ đồ. Hơi đáng tiếc một xíu nha. Mà mình thì muốn cây cơ. Để giờ mình sẽ thử ra cái cây này. Mình dùng bột xương vô cái thân của nó coi coi nó có rụng xuống mấy cái mầm cây không. Không có. Hiếm lắm thì cái cây này nó mới rụng xuống cơ. Không được. Khó rồi. Vậy thì đành phải trồng tạm những cái hạt giống xuống trước đi chứ biết sao giờ. Không có mầm cây rồi. Wow, đây là những cái hạt giống thời tiền sử nè. Mấy cái cây nó cũng trông lạ phết. Vì khủng long bạo chúa chỉ ăn thịt thôi nên cái việc mình trồng những cái hạt giống trong này thì rất là an toàn luôn. Không có sợ bị khủng long ăn mất đâu. Đó, quá đẹp luôn nha. Mình còn có thể kiếm thêm bằng cách là dùng bột xương để cho nó lan rộng ra nè. Khu vực này sẽ đầy ắp những cái cây thời tiền sử cho xem. Đẹp lắm. Tương tự với cây này nữa nè. Vì sắp tới á, là mình có tới một cặp khủng long bạo chúa lận, nên là mình phải tranh thủ mình đi đào hóa thạch để mình kiếm những cái Scarab Gem sớm thôi. Chứ khủng long lớn mà mình không có thuần phục rồi mình vô đây
đút cho ăn á, lớn ngớ là mình thành bữa ăn của khủng long bạo chúa đấy. Nè coi khủng long bạo chúa ngủ kìa. Còn nhỏ nhìn kiểu bị dễ thương ấy, bé bé xinh xinh. Lo cho khủng long bạo chúa xong rồi, giờ thì mình sẽ lo tiếp cho mấy cái loài còn lại coi. Lần lượt là Henodus nè. Cái loài này thì mình nhìn thấy khá là giống rùa luôn. Ồ, nhìn đi đang rùa. Ui ui ai ai con nhện này. Thiệt cái tên. Con nhện khủng khiếp. Kiểu như rùa thời tiền sử hay sao ấy. Con zombie này nữa. Đi chỗ khác mà chơi. Nhìn cũng đáng yêu quá nè. Nhưng mà để mình coi khẩu phần ăn trước cái đã. À loài này ăn cỏ thôi. Vậy thì an toàn rồi. Mình sẽ cho vô đây. Mình sẽ tạm thời cho nhóc Henodus ở chung với Diplocaulus nha. Ui da, con nhóc nhỏ này hung chưa. Trời ơi, con nhỏ mà hung quá à. Có vẻ là Diplocaulus và Henodus khá là hòa thuận với nhau, nãy giờ chưa có xích mích gì hết, nên là mình cũng an tâm rồi. Tiếp theo thì tới Titanis nè. Ủa? Ồ, sao giống Kelenken vậy? Ồ, mình nhìn cứ giống Kelenken ấy. Không biết là mình có nhìn nhầm hay không. Để bây giờ mình sẽ thử để vô cái chỗ của Kelenken cho các bạn nhắm nha. Nhìn rất là giống luôn, không khác gì anh em với nhau luôn á. Đây. Được quá ta. Với cả là hai loài này có vẻ không ăn thịt nhau này. Kiểu còn nhỏ như vậy mà Kelenken không có cắn Titanis ấy. Ok, vậy thì mình cũng an tâm hơn một phần rồi. Ok luôn, nếu ngoại hình giống nhau như vậy thì cho ghép đôi với nhau cũng được. Thích chưa, có bạn mới liền. Kế tiếp đến là một cặp Diplodonus. Cặp này thì hơi khó này. Cặp này phải up này. Ok. Nhưng mà được cái là đứng gần Phượng Hoàng á, cũng có lửa, nên là trứng cũng có thể diễn ra quá trình up. Quá là đã luôn. Rồi để coi coi cặp này sẽ nở ra bộ đôi đực và cái hay là một cặp đực rửa đây. Mình nghi lắm. Cặp đôi trứng này đã nở rồi nè. Để xem. Rồi nở rồi. Wow. Lần lượt là cái. Rồi. Một cặp cái rồi. Trời ơi. Biết ngay mà. Ồ, tuy nhiên thì cái loài khủng long Diplodocus này có cái đuôi khá là dài các bạn nhờ. Ồ, cái đuôi dài lắm luôn. Thôi mình đặt tên cho khủng long này là khủng long đuôi dài đi. Điểm nổi bật nhất của em á. Ờ ngủ rồi. Mà loài này thì chỉ ăn thực vật thôi, cũng khá là dễ. Đây mình sẽ cho ăn miếng nè, chắc mẹ em cũng đang đói. Ồ đi đâu đây, không ngủ hả? Ủa cái loài này ngủ cả ban ngày cơ. À, một đặc tính khác là ngủ ngày nha. Ngủ ngày thức đêm hay sao nè. Còn chỗ nào trống cho hai nhóc này ở không ta? Ở ké một bữa đi, rồi mình xây nó ở sao? Mình... Có ăn thịt tao nhỏ không vậy? Có ăn thịt em không? Ok ngoan, không ăn thịt em thì được. Ui mấy em đang đói. Sao Gallimimus cứ bỏ ăn hoài nhờ? Ồ, Gallimimus cứ bỏ ăn ấy. Không có tự đi ăn mà mình phải thả lên cái máy cho ăn thì mấy em mới ăn. Ồ, hơi lười nha, ăn uống mà cũng lười nữa. Nhưng mà có vẻ là Gallimimus khá là thân thiện với hai nhóc Diplodocus nè. Nên mình cũng an tâm gửi nhờ nha, chăm sóc giùm nha. Rồi nào lớn rồi mình dẫn tới nó ở riêng thôi. Ok. Sao quân cả ngày ở nhà rồi, nên là bây giờ mình phải đi khám phá xả xì chết với cả là kiếm thêm hóa thạch mới được. Chứ ở nhà hoài là không có hóa thạch để mình tiếp tục kiếm thêm những cái DNA khủng long mới đâu. Trước khi đi thì để sửa lại cái nón cái đã. Nón mình hư quá trời quá đất rồi. Bữa nay thì chỉ tiêu của mình nó hơi cao hơn mọi khi, là sẽ gán tìm hai cái Scarab Gem luôn. Vì mình đã sở hữu một cặp khủng long bộ chúa ấy, nên là phải sớm có Scarab Gem để thuần phục mới được. Mình đi một hồi lại tới cái cánh rừng nguyên sinh này, mình thấy nó cũng tiềm năng có khoái thạch lắm nè. Khoái thạch lộ thiên trong những vách núi thôi. Ngần ngại gì mà không thử dần mai. Đào ra coi. Ui trời, tưởng đâu ra cái Scarab Gem luôn chứ. Ai giờ nó ra cái kiếm á. Khởi đầu như vậy là cũng khá là may mắn rồi. Tiếp tục.
ra xương khủng long. Ồ, có cái chân của khủng long cổ dài nữa, Brachiosaurus. Wow, được đó nha. Ủa, cháy rừng. Ồ, cái này là tự cháy nha, chứ mình không có tác động tí tẹo nào nha. Lại mang kẹo, lại mang tiếng á. Wow, cháy hơi bị dữ luôn. Yêu. Tranh thủ chỗ nào chưa cháy thì mình ghé vô mình đào hóa thạch đi. Ồ, còn có những cái đồng xu vàng với hóa thạch vàng nè. Đã chưa? Mà tiếc cái hóa thạch này mình không có đặt xuống để mình trang trí được. Phải chi đặt xuống được thì chắc đẹp lắm. Ồ. Xuống hàng kiếm. Ồ. Nó tự nổ, nó tự chết rồi. Mình tính xuống hàng kiếm hóa thạch, ai về gặp con Ripper nó chặn đường à, thấy ghét thiệt. Nó tự nổ luôn à, vừa cái bụng lắm. Ừ? Ở đây nó có cái rương nè. À, chìa khóa bằng đá. Mình phải lấy đồ nghề ra nữa rồi, vô tình gặp được cái rương luôn. Rồi mình mở. Ủa, nó mấy cái chìa khóa gì vậy? Mấy ổ khóa vậy? À, hai ổ khóa lần à. Ê, nhầm. Mở tiếp thôi. Rồi, bể luôn rồi. À, xu vậy. Rồi, lần này thì không bể nữa. Ê. Vào to. Ở chỗ cánh rừng nguyên sinh này mình thấy nó có một cái chỗ ngôi làng gì lạ lắm cơ. Để mình đào nốt cái chỗ này rồi mình qua đó mình coi thử coi. Wow, không ngờ trong này lại có làng à. À đâu, nó là một ngôi nhà thôi. Mình cứ tưởng ngôi làng chứ. Để coi có ai sinh sống trong này không nha. FBI, open the door. Ở đây rồi, mở rồi. Ủa, đâu có ai đâu. Ồ, nhưng mà có đồ. Không có chủ nhà thì mình làm chủ nhà cũng được. Cái chuyến đi đào hóa thạch bữa nay của mình thất bát quá. Nãy giờ đào đúng nhiều luôn mà chẳng có được cái Scarab Gem nữa hết. Thất bại rồi, bữa nay mình thất bại rồi. Cũng nói chung thì đi khảo cổ mà cũng hên xui lắm. Bữa hên thì có được đồ xịn, còn xui thì chỉ toàn có được những cái hóa thạch thôi. Nhưng mà mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Sắp tới mình sẽ gắng đi tìm thêm nhiều hóa thạch mới để có cơ hội đào ra được cái Scarab Gem. Ô, ok đấy. Vì mới sáng sớm bị Ripper phá nữa rồi. Thiệt tình. Mặc dù mình chưa có thuần phục được đâu, nhưng mà cái việc mình cho ăn thường xuyên nè sẽ giúp cho tâm trạng khủng long bạo chúa ít nhiều gì cũng thoải mái hơn. Và sắp tới mình thuần phục chắc cũng sẽ dễ hơn á. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức có được bộ đôi khủng long bạo chúa. Và trong tương lai thì cặp đôi này sẽ giúp mình có được thật là nhiều những cái lứa khủng long bạo chúa kế tiếp. Và mong rằng những cái nhóc khủng long mà mình hồi sinh trong ngày hôm nay sẽ mau lớn và nhanh chóng được mình thuần phục. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thiện cái công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.